Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi ngữ pháp N3. Môn đề số 1 này, ngữ pháp trong câu. Câu 1. Kondo no shiai ni kateru isshokenme gambarimasu tame ni you ni koto ni mitai ni. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Ở đây đằng trước là gì đây? Có thể thắng ở trong trận đấu tới, thì ở đây các bạn thấy động từ katsu đúng nhỉ? Được biến sang dạng khả năng là kateru. Như vậy trong trường hợp là thể khả năng như này chúng ta phải dùng là yoni nhá, đáp án số 2. Để có thể làm được điều đó. Tame ni thì đằng trước sẽ phải là katsu. Đấy. Koto ni và mitai ni thì không phải. Câu số 2. Ima no watashi no yasui kyūryō de wa nan nen hataraite mo jibun no ie wa somonai. Nếu là với cái mức lương rẻ mạt của tôi hiện tại ấy, thì dù có làm việc bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cái nhà của bản thân thì số monai là có vẻ cũng đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ loại đáp án số 3 và đáp án số 4 bởi vì cái ngữ pháp này nó sẽ không phải là đi với động từ vê rự nhá. Đấy, vê rự cộng với so này nó mang nghĩa là nghe nói, nhưng mà sẽ không có số monai dưới dạng nghe nói như thế, mà số monai đây sẽ là có vẻ, như vậy là còn 1 và 2. Thì ở đây chúng ta phải dùng là đáp án số 2 đúng không? Cái số monai có nghĩa là có vẻ là không thể nào mua được. Nếu là một ấy, kai số monai là có vẻ sẽ không mua. Đây diễn tả năng lực, khả năng hơn là gì nhỉ? Hơn là cái sự việc là sẽ làm hay không làm. Đấy, như vậy đây sẽ là đáp án số 2. Tức là mức lương rẻ mạt như tôi hiện tại thì có làm bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng có vẻ như không thể mua được nhà. Câu số 3. Người A nói, Saikin Yamada-san genki nai ne. Gần đây ấy, thì Yamada không được khỏe nhờ. B mới nói shōrai no gì đó nayanderu rashii yo, nghe nói là đang rất là lo lắng chăn trở vì chuyện tương lai đúng không? Hō ni ba ai ni hokade và koto de thì chắc chắn đây sẽ phải là gì nhỉ? Vì một cái chuyện gì đó sẽ phải là đáp án số 4, shōrai no koto de nhá. Bởi chuyện tương lai không phải là về phía, dùng với trợ từ ni ba ai trường hợp hay hoka là cái khác. Câu 4. A nói là ne donna hito totemo shinsetsu de ii hito da yo. Này là người như thế nào? À, là một người rất là thân thiện và tốt. Tanaka-san ga, Tanaka-san de, Tanaka-san te, Tanaka-san demo. Thì đây đúng phải là mấy nhỉ? Phải là số 3. Cái người là Tanaka ấy thì họ là người như thế nào? Thì phải dùng dạng là te như thế chứ không phải là ga, de hay là demo. Câu số 5. Người A nói, Okinawa ryoko wa dou datta? Cái chuyến đi Okinawa của cậu thế nào? Umi ga aokute, ryori mo oishikute, saiko datta yo. Biển xanh này, món ăn thì ngon, thật là tuyệt vời. Ii na, watashi mo ichido itte mitai na. Gì nhỉ? Thích nhỉ, tớ cũng thử đi một lần. Itsu no mani ka là chẳng biết từ bao giờ. Thì đằng sau nó phải là cái những cái diễn tả sự biến đổi đúng không? Và thông thường nó sẽ là một cái sự việc đã xảy ra rồi, đúng nhỉ? Chứ không phải là dạng đi với lại mitai nhá, vetai. Itsu là khi nào, là câu hỏi. Không phải. Itsu demo là gì nhỉ? Bất cứ lúc nào. Và itsuka là một lúc nào đó. Thì đây phải là mấy đây? Phải là 4. À, tớ cũng muốn một lúc nào đó ấy, có thể một lần đi đến đó. Itsuka rất là hay đi với dạng thể ý chí nguyện vọng của người nói, ở đây là vetai. Câu số 6. Depato de shatsu o erabinagara, đang chọn áo sơ mi ở quầy bách hóa này. Yamada nói là akarui iro no shatsu ga hoshin dakedo. Tôi muốn có một cái áo sơ mi màu sáng. Datara kore do? Yamada san ni sugoku niau. Niau to omo yo. Nếu vậy thì ấy, cái này thì thế nào? Tớ nghĩ rất là hợp với cậu. Nanka bakari e và ni thì đây phải là mấy đây? Phải là số 1. Gần như cấu trúc cố định là kore nanka do đúng nhỉ? Có nghĩa là cái này ấy, thì thế nào đây? Đấy, được dùng tương tự như là nado nhá, mà nhưng nó mang tính chất là xuồng xã thân mật hơn. Bakari là toàn là này, e hay ni đều không phải. Nếu như ni thì sẽ phải kore ni suru hay kore ni shitara do,
Nhưng mà đây không có động từ, do vậy là chọn này là sai. Đúng phải là năng cả. Tiếp theo câu số 7. Super D ở siêu thị. Hahaha. Mẹ nói này, ima okashio kata ko ga Takeru-kun. Cái đứa trẻ mà nó đã mua kẹo là Takeru, là cái đứa tên là Takeru à? Đứa bé mới nói là chigau yo. Asoko de naite okashio ko da yo. À không. Không phải, sai rồi, nhầm rồi mẹ. Nó là cái đứa mà gì nhở? Mà đang khóc ở đằng kia và đang muốn có kẹo. Thì đây là người thứ ba. Thì do vậy không thể dùng trực tiếp là hoshi được, vậy loại 1 này. 4 là hoshigatte miru, thử thử làm gì đó thì không thể là hoshigatte miru được, thử muốn, không nói, không ai nói như vậy. Chỉ còn hoshigatte iru và hoshisona thôi. Thì đây các bạn thấy có cái trợ từ là trợ từ hộ. Đấy, trợ từ hộ thì chúng ta sẽ không thể dùng là tính từ được nhá, mà phải dùng động từ, như vậy là loại 3. Nếu như đây là trợ từ gỡ thì có thể là ba vẫn được. Nhưng mà đây trợ từ ô thì phải dùng động từ. Và đây là hiện trạng là đang như thế thì dùng động từ dạng tiếp diễn là hợp lý nhất. Hoshigatteiru. Đấy, đúng sẽ là số 2. Khi nói về mong muốn của một người thứ ba thì chúng ta sẽ không được dùng trực tiếp hoshi mà phải dùng hoshigaru hoặc hoshigatteiru. Tiếp theo câu số 8. Gakuse, học sinh nói này, sensei, go sōdan shitai koto ga aru no desu ga. Jūgyō no ato, sensei no kenkyū shitsu ni yoroshii de shou ka? Sensei, em có việc muốn trao đổi với sensei sau giờ học ấy, có được không? Ở đây các bạn thấy có yoroshii chính là y đúng không? De shou ka chính là desu ka? Vậy thì ngữ pháp đây chính là y desu ka? Vậy thì đằng trước nó phải là gì nhỉ? Đằng trước phải là vtmo. Đấy. Vtmo. Và động từ này ấy, sẽ là động từ do gì đấy, do mình làm, vậy thì phải dùng khiêm nhường ngữ. Đấy, xin phép làm gì mà. Như vậy, korare demo này, irasatemo hay ikaretemo đều là dạng tôn kính ngữ, chia dạng bị động. Như vậy là loại 1 và 4 là chia dạng bị động nhá. Hai là gì đây nhỉ? Hai là dạng tôn kính ngữ. Sai. Phải dùng 3 là khiêm nhường ngữ đúng không? Ukagatemo chính là dạng khiêm nhường ngữ của gì? Của kuru. Đúng nhỉ? Khiêm nhường ngữ kuru thì đúng. Và thầy nói là hai i desio được. Câu số 9. Người A nói, Kino kara zutto atama ga itai desu ga, doko ka ii byouin o shirimasen ka? Từ hôm qua ấy, tớ đau đầu suốt từ hôm qua đến giờ. Cậu có biết cái bệnh viện nào tốt tốt ở đâu không? So desu ne, ABC byouin ni itte. À thế à, đi đến bệnh viện ABC. Mi sasete kudasai, mi te mo ii desho ka? Mi sasete hoshii no desu ga, mi tara dou desho? Vậy thì người B này là một người đưa ra lời khuyên cho người A đúng không? Nếu như là chọn một ấy, mi sasete kudasai. Nào ngữ pháp là sasete kudasai là hãy cho tôi làm. Vậy là hãy cho tôi thử đi là sai. Tương tự, sasete hoshi cũng như vậy. Đấy, hãy cho tôi thử làm điều đó là sai. Tôi muốn anh cho tôi làm điều đó. Trong khi người B là người bảo là cái việc đi này sẽ phải là người A đi. Vậy thì phải một câu khuyên. Câu số 2 này, temo i là xin phép cho mình làm đúng không? Vậy thì người B là người đi, vậy cũng sai luôn. Như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 4. Mitara do desho có nghĩa là thử đi đến đấy xem thế nào, xem sao nhá. Thì ngữ pháp này sẽ là khuyên đối phương làm. Đấy. Câu số 10. Kono okashi wa komugiko to tamago to sato dekite imasu. Bata ya gyūnyū wa tsukatte imasen. Cái loại bánh này ấy, thì nó được làm. Đây là gì nhỉ? Bột mì này. Trứng này. Đường này, không có sử dụng sữa bò hay là bơ. Vậy thì làm bằng cái gì đó thì phải dùng trợ từ D. Như vậy là chúng ta sẽ loại 1 và loại 3 đúng không? Bởi vì là dùng ga nhá. Cái phương tiện tạo ra cái gì đó chúng ta phải dùng trợ từ D. Vậy còn 2 và 4 ở đằng sau nó bảo là không dùng cái này. Vậy thì nó diễn tả là cái sắc thái là chỉ đúng nhỉ? Chỉ bởi mấy cái này, do vậy đúng ở đây phải là đáp án số 4.
Đấy, loại bánh này ấy, thì được làm chỉ bằng mấy thứ kia thôi, không có sử dụng sữa hay là format bơ. Loại hô đồ đế. Câu 11. Kai sha de ở công ty này, e nói là sumimasen, Yamada san wa doko desu ka? Xin lỗi, anh Yamada đang ở đâu? Ở đâu vậy? Yamada san wa kaigi chuu desu ga, kaigi wa 11 giờ hàng owaru to omimasu yo. Xin lỗi, anh Yamada ở đâu vậy? À, anh ấy đang họp, nhưng mà tôi nghĩ là cuộc họp sẽ kết thúc trước 11 rưỡi. Thì ở đây chúng ta sẽ loại trừ được đáp án số 3 và đáp án số 4 đúng không? Bởi vì là chưa có cái nào diễn tả sự lặp lại mà dùng mô. Vậy còn 1 và 2 thôi. Thì ở đây các bạn thấy nhá, động từ đằng sau là động từ owaru, động từ chỉ điểm kết thúc. Thì đi với động từ chỉ điểm kết thúc sẽ là phải là made ni, như vậy đúng ở đây sẽ là 2. Made là nó đi với những động từ diễn tả cái sự kéo dài, ví dụ như là nghỉ đến mấy giờ này, hay là làm gì đó kéo dài duy trì liên tục đến mấy giờ, đợi đến mấy giờ, ăn đến mấy giờ, chơi đến mấy giờ, vân vân. Còn khi đằng sau là động từ diễn tả thời điểm, chẳng hạn như là bắt đầu, kết thúc, rồi thì nộp, trả lại, vân vân, thì sẽ phải dùng made ni. Đấy. Tôi nghĩ là ấy, nó sẽ kết thúc trước 11 rưỡi thôi. Ở đây động từ owaru phải chọn made ni và từ wa này để nhấn mạnh thôi. Câu 12. Gì nhỉ? Em gái nói chuyện với anh trai. Kyo tomodachi to bang gohan o tabete kuru ne. Hôm nay gì đây nhỉ? Hôm nay em sẽ đi ăn với gì đấy? Hôm nay em sẽ đi ăn với à, hôm nay gì nhỉ? Hôm nay anh đi ăn với bạn, ăn tối với bạn nhỉ? À xin lỗi, không phải. Đây không phải là anh đi ăn mà là em đi ăn chứ. Hôm nay em đi ăn tối với bạn. Và anh nói là à, wakata, anh biết rồi. Kuji sugiru gì đó, mukai ni ikara denwa shiro yo. Anh biết rồi, quá 9 giờ anh sẽ đến đón, cho nên là gọi điện cho anh, hãy gọi điện cho anh. Rashi nara rashi no ni, yo nara và yo na no ni. Thì chúng ta loại no ni bởi vì là đây nó không diễn tả cái sự bất ngờ đúng không? Đấy. Không phải là cái sự ngạc nhiên, thế mà đây sẽ phải là một hoặc là ba, Dashi Nara hoặc là Yo Nara. Thì ở đây đáp án đúng phải là đáp án số 3, Yo Nara. Tức là nếu có vẻ như là quá 9 giờ ấy, đấy, tầm tầm đó thì anh sẽ đi đón, cho nên là gọi cho anh. Dashi Nara là gì nhỉ? Dashi Nara, Dashi chúng ta có những cái ngữ pháp là nghe nói hoặc là đậm chất. Đấy, đúng kiểu, không phải. Câu 13. Em trai này. Otosan doko ni iru ka shiranai? Em trai nói là bố anh có biết ở đâu không? Anh mới nói là Saki heya ni ita kedo isogashii so datta yo. Ban nãy thì bố ở trong phòng nhưng mà có vẻ rất là bận. Soka ja ima wa taigaku no koto sodan shita kattan dakedo. Vậy thì bây giờ làm sao đó này? Em muốn gì đây? Em muốn trao đổi về việc nghỉ học. Một một là gì nhỉ? Hanashi kakenai hoga yosaso dana. Có vẻ như là không nên, đúng không? Có vẻ như không nên nói về, không nên bắt chuyện với bố, nói chuyện với bố bây giờ. Có vẻ đúng. Hanasa kakenakute mo yosaso dana. Không bắt chuyện cũng được. Ở đây chắc chắn là sẽ không phải là cái ngữ pháp không làm gì đó cũng được rồi. Vậy thì loại 2 và 4. Ở đây còn đáp án số 3 là có iso, dạng thể thường cộng với so này mang nghĩa là nghe nói. Nghe nói sai nhá, đúng ở đây phải là số 1. Nghe nói là nó trích dẫn một cái nguồn thông tin gì đó nó biết được. Nhưng mà đây ấy, khi mà anh bảo là bố ở trong phòng và có vẻ đang rất là bận thì nó sẽ đưa ra cái nhận định là à vậy thì có vẻ đây không phải là lúc, đúng không? Bây giờ không phải là lúc nên nói ra cái sự việc đó. Đấy, đúng phải là số 1 nhá. Tiếp theo chúng ta sang phần bài tập môn đai 2 là phần dấu sao. Câu 14 này. Daishu shiai in desu ka? Sumimasen. Nani wo yatte ita? Denshu ni konai de nano ni chittomo. Chúng ta có nano ni là ấy vậy mà sẽ đi với danh từ, như vậy là đằng sau nano ni phải đặt đằng sau shiai đúng không? Ba này. Nano ni. Tiếp theo, in desu ka? Vậy đằng trước đây sẽ phải là gì nhỉ? Phải là thể thường.
hoặc là danh từ cộng với gì đấy, danh từ cộng với na, hoặc là tính từ đuôi na cộng với na. Đấy. Như vậy ở đây chúng ta thấy đây là naide, không phải cái dạng thức ghép được với underscore. Chitomo cũng không, đúng không? Như vậy đây sẽ phải là gì? Phải là một. Bởi vì thể thường này, nanio yateita. Vậy thì còn 2 với 4. Chitomo sẽ đi với lại thể nai, như vậy là 4 trước. Và 2. Denshu ni konai de. Đấy. Thứ tự đúng của chúng ta như thế này. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, tuần sau là trận đấu rồi, ấy vậy mà không có đi đến để tập gì cả. Hoàn toàn không có đến để tập gì cả. Cậu làm cái gì vậy? Cậu đã làm những cái gì vậy? Tôi xin lỗi. Như vậy chúng ta sẽ xếp thứ tự đúng là 3, 4, 2, 1 và khoanh đáp án số 2. Câu số 15. あの美術館は日曜, xin lỗi, yobi chứ, yobi, madoguchi de kakunin shita hou ga ii yo, shimaru jikan chigau kara niyote wa ga. À đây chúng ta thấy có niyote, rồi lại thấy có chigau kara, thì chắc chắn là cái ngữ pháp đấy sẽ là gì nhỉ? N, đúng không? N niyote, phụ thuộc vào cái N đó mà có cái sự khác nhau. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy cái N đấy phải là một cái đại lượng biến đổi được. Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy này. Yobi là cái thứ nó đang để không cụ thể một cái thứ nào. Như vậy chúng ta sẽ phải cho 3 niyote ở đằng sau cái từ yobi. Tùy thuộc vào từng thứ, từng ngày ấy. Vậy thì đương nhiên là còn là trợ từ ga thì phải đặt trước chigau và đằng sau gì căng. Như vậy thứ tự đúng là 3 này. 1 đúng nhỉ? Shimaru gì căng. Xong là 4 là ga. Và 2 là chigau kara. Đây là thứ tự đúng nhá. Cho dưới đây cho dễ nhìn. Cái bảo tàng mỹ thuật kia ấy, bởi vì là cái thời gian đóng cửa nó khác nhau tùy vào từng thứ, tùy vào từng ngày trong tuần. Do vậy là nên xác nhận ở cái quầy quầy vào. Chúng ta sẽ khoanh đáp án số 4. Tiếp theo câu số 16. 自分で野菜を作ってみて、おいしい野菜を育てる。何々わかりました。là gì nhỉ? Thử tự mình trồng rau ấy, thì tôi đã hiểu cái việc trồng ra loại rau ngon. Koto ga taihen na koto ka donna ni. Chúng ta có này. Đây là hiểu đúng không? Đây lại có koto ka, vậy thì nó sẽ là ngữ pháp chèn cái câu hỏi vào trong. Đúng nhỉ? Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có thằng số 3, cô tổ cờ sẽ phải đứng trước Wakarimashita. Tiếp theo nhá, các bạn có sodateru đang đang để ở dạng thường. Như vậy đằng sau nó sẽ phải là ngữ pháp, chẳng hạn như là những ngữ pháp đi thể thường như là node, noni, tame, vân vân. Hoặc là danh từ, như đây không có ngữ pháp nào. Do vậy sẽ phải là danh từ đúng không? Vậy thì ở đây có danh từ là koto ga, như vậy chúng ta sẽ cho một vào đây. Koto ga. Còn 2 và 4, donna ni và taihen na. À tiếp theo taihen na thì đằng sau phải là gì? Phải là danh từ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải cho nó trước cái koto ga, hoặc là donna ni là bổ, là như thế, đúng nhỉ? Nó sẽ luôn trước tính từ. Như vậy chúng ta sẽ phải cho 4. Donna ni. Và hai là taihen. Thứ tự đúng của chúng ta như thế này. 1, 4, 2, 3. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 2.
Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Sau khi mà thử tự mình trồng rau ấy thì tôi mới hiểu là cái việc mà sản xuất ra, trồng ra được một loại rau ngon ấy, nó là cái việc mà vất vả như thế nào. Câu 17. Kondo no sayonara party de minna de utau uta wa kore de ii desu ka? Cái bữa tiệc gì nhỉ? Cái bữa tiệc chia tay sắp tới ấy, cái bài hát mà chúng ta hát thì bài này có được không? Bài hát mà mọi người cùng hát thì dùng bài này được chứ? B mới nói là Sumimasen, kono uta wa suki nan desu ga sukoshi muzukashii desu. Shite hoshii desu. Xin lỗi, bài này thì tôi thích, thế nhưng mà bởi vì nó hơi khó một chút cho nên là tôi mong làm gì đó, đúng không? Vậy thì ở đây đằng trước shite hoshii nó phải là làm, nó sẽ là trợ từ, có thể là trợ từ hộ nghĩa là làm một việc gì đó đấy, hoặc là danh động từ chẳng hạn như là benkyo shite hoshii chẳng hạn, nhưng mà đây không có. Vậy thì chắc chắn nó phải là cái ngữ pháp dạng gì nhờ? N đúng không? N cộng ni shite hoshii, N ni suru. Chọn cái N như vậy, đằng trước cái shite hoshii này phải là, chắc chắn phải là trợ từ nhị, là đáp án số 3. Đấy. Tiếp theo này, các bạn có kara. Kara nó sẽ đặt đằng trước thể lịch sự, hoặc là từ chỉ địa điểm, thời gian, hoặc là thể thường. Thì ở đây ấy, hợp lý phải là desu kara. Như vậy chúng ta sẽ cho 4 đằng đằng sau của desu. Hoka thì chắc chắn là phải là hoka no, đúng không nhỉ? Không thể là no hoka được. Như vậy là 2 và 1 là no. Đấy. Thứ tự đúng là 4, 2, 1, 3. Các bạn khoanh đáp án số 1. Câu này nghĩa là gì? Xin lỗi, tôi thích bài hát này, thế nhưng bởi vì nó hơi khó cho nên là tôi muốn anh hãy chọn, đúng nhỉ? Ni, hãy chọn một cái bài hát khác. Hoka no bình thường nó là hoka no uta ni, nhưng mà đây người ta lược bớt đi. Đấy, để là hoka no cộng với ni cũng được. Câu 18. Saikin, kodomo ga piano narai tai to iidashita. Watashi wa kodomo ga to omotte iru. Gần đây ấy, con tôi nó đã nói là nó muốn học piano. Tôi luôn luôn nghĩ là kodomo ga này, shitai yaritai yarasete to omou koto wa. Chúng ta có trước to omotte iru sẽ phải là thể thường, đúng không? Vậy thì có hai thể thường là shitai và yaritai. Đấy. Nhá. Đúng không? Nhưng mà các bạn để ý này, đây là yarasete, là cho làm điều gì đó, đúng không? Cho làm điều gì đó. Vậy thì yarasete này đằng sau nó phải là gì? Đằng sau nó phải là t yaru, đúng rồi. Tức là cho một đối tượng dưới làm. Đấy, như vậy chúng ta sẽ phải ghép nối là 3. Yarasete xong là 2. Yaritai. Chúng ta ghép được như này nhá. Tiếp theo này có to omou koto wa. Như vậy là chúng ta sẽ đằng trước cái này cũng phải là thể thường, đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây nó sẽ nảy sinh ra hai tình huống. Thứ nhất là các bạn xếp được gì nhỉ? Các bạn xếp được đây các bạn sẽ xếp theo hai kiểu nhá. Thứ nhất là yarasete yaritai này, xong cộng với to omou koto wa. Đấy. Vậy thì shitai sẽ phải để đằng trước cái to omotteiru này. Bây giờ thử hai cái cách xếp đấy nhá. Cách thứ nhất đấy là 3 này. Yara ở đây. Copy luôn cái này. Cách thứ nhất đây. Không được. Đây, chúng ta thử này. Cho đây đã. Thứ nhất, yaritai. Đằng sau đây là 4. To omou koto wa. Đấy. Vậy thì cái shitai này phải là cái 1 ở đằng sau. Shitai. Nếu mà dịch, nếu mà xếp như này thì nó sẽ thành gì nhỉ?
cái việc mà nghĩ là muốn muốn gì đây, muốn đứa trẻ cho làm đây, kodomo ga yarasete thì nó thành đứa trẻ muốn cho làm, thì là tôi nghĩ muốn làm nó sẽ rất là linh tinh nghĩa. Vậy thì cách xếp này là sai. Như vậy là chúng ta sẽ phải cho gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải cho thằng 3 và thằng 2 ấy nó trước tomoteru. Đấy, như vậy là thằng 4 và thằng 1 sẽ phải làm sao? À, sẽ phải xếp lại đúng nhỉ? Như vậy là còn 4 và 1 này, ở đây chúng ta sẽ phải cho 1 trước. Bởi vì V tai là thể thường. Đó, như thế này thì sẽ hợp nghĩa. Watashi wa kodomo ga shitai to omou koto wa yarasete yaritai to omotteiru. Tôi thì luôn nghĩ ấy, những cái việc nào mà con tôi nó muốn làm thì tôi sẽ cho nó làm. Đấy. Ở đây là dạng yarasete yaritai có nghĩa là muốn cho nó làm nhá. Teyaru là cho người dưới. Ở đây là con mình ấy. Như vậy đúng của chúng ta sẽ là 1, 4, 3, 2 và khoanh đáp án số 3. Tiếp theo là bài ngữ pháp trong đoạn văn. Tokyo no densha, một bài viết về tàu điện, đúng không nhỉ? Của Tokyo. Đấy. Ika no bunsho wa 3 kagetsu mae ni Nihon ni kita ryugakusei no Daniel san ga densha tsugaku o shite ki ga tsuita koto nitsuite kaita sakumun de aru. Đoạn văn dưới đây là một đoạn văn mà một bạn Daniel, một du học sinh đến Nhật 3 tháng trước đã viết về cái thứ mà bạn ấy nhận ra khi mà đi học bằng tàu điện. Chúng ta cùng xem này. Trước hết là chúng ta sẽ xem cái cách để chọn đáp án. Đầu tiên nhé, chỗ trống thứ nhất. Saisho wa hito ga okute taihen na no ni naze minna ga densha o tsukao to suru no ga fushigi deshita. Ban đầu ấy thì sao nhỉ? Người nhiều như vậy thì sẽ rất là vất vả, tai hên. Vậy mà tại sao ấy mọi người cứ đều cố gắng, tất cả mọi người đều cố gắng sử dụng tàu điện? Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Shikashi, Tokyo ni kite 3 kagetsu tatte, sono ryu ga. Thế nhưng mà đến Tokyo 3 tháng ấy thì lý do đó tôi đã. Đây, cái người này là người ta đang băn khoăn không biết tại sao lại như thế ấy, đúng không? Vậy thì sau đó người ta đến, người ta trải nghiệm thì người ta phải là người ta đã hiểu ra được cái lý do. Vậy thì phải chọn cái số mấy nhỉ? Một này, wakatte kuru hazu, sẽ là sai, phải là đã hiểu ra nhá. Với lại chắc chắn là cũng không phải. So đây là nghe nói, sai, dùng V này. Wakatte kimashita và wakatte itta yo desu. Một cái sự việc từ 3 tháng trước mình đến và bây giờ mình ngộ ra, mình hiểu ra. Thì tính từ quá khứ đến hiện tại thì phải dùng tekita, đúng nhỉ? Không dùng teita, tương tự cũng không dùng yo là hình như ở đây. Hình như tôi đã hiểu ra, không phải. Đúng sẽ là 3. Tôi đã hiểu ra cái điều đó. Chúng ta đi luôn vào đây này. Wakatte kimashita. Rồi, chúng ta sẽ dịch luôn cái đoạn này nhé. Nihon, Tokyo ni kite densha o tsukau hito ga totemo oi no ni bikkuri shimashita. Khi mà đến Tokyo ấy thì tôi đã rất là ngạc nhiên với cái việc mà cái người sử dụng tàu điện cực kỳ nhiều. Dashu awa wa eki mo densha mo hontou ni konzatsu shite imasu. Vào giờ cao điểm ấy thì cả các ga lẫn các tàu đều thực sự rất là hỗn tạp, rất là đông đúc. Ban đầu tôi rất là ngạc nhiên tại sao đông người sẽ rất là vất vả mà mọi người ai cũng cứ muốn sử dụng tàu điện như thế. Thế nhưng mà khi mà đến Tokyo được 3 tháng thì tôi đã hiểu cái lý do đó. Mazu Tokyo には10 種類以上の電車が走っていて、電車の駅は600以上あります。Đầu tiên ấy, ở Tokyo là có hơn 10 loại tàu điện nó chạy và ga là có hơn 600 ga. Tạ cứ sáng eki ga aru kara doko e demo iku koto ga dekimasu.
Bởi vì có rất là nhiều ga cho nên là có thể đi đến bất cứ nơi nào. 20, đứng đầu mà đằng sau là dấu phẩy thì đây sẽ khả năng cao sẽ là liên từ. Densha ga okureru koto mo sukunai shi, amari matanakute mo sugu ni tsugi no densha ga kimasu. Cái việc tàu đến muộn thì cũng hiếm, rồi thì cũng không phải đợi mấy là đã đến chuyến tàu tiếp theo rồi. Vậy thì liên từ nào chúng ta sẽ phải kết nối giữa vế trước và vế sau? Vế trước ở đây là gì đây? Có nhiều ga có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Vế sau là tàu điện không đến muộn và không phải đợi mấy thì đều là những điều tốt. Do vậy chúng ta sẽ phải sử dụng cái hình thức mang tính chất liệt kê. Đấy. Shitagatte là vì thế, do đó này, là mối quan hệ nhân quả sai. Tsumari tức là tóm lại, không phải. Tatoeba ví dụ, không phải. Đây phải là 4 sore kara, đúng nhỉ? Và thêm nữa, thêm vào đó nó giống soshite. Soshite hay là sono ue nhá. Sono ue ni. Thêm nữa, thêm vào đó. Sono ue. Jisai ni watashi ga tsukatteiru densha wa rush hour ni wa 3 fun ni itaikimasu. Thực tế ấy, là cái chuyến tàu điện mà tôi đang sử dụng ấy, vào ngay cả vào giờ cao điểm thì cứ 3 phút là có một chuyến đến. 21 nara mina ga tsukaitaku naru kimochi mo wakarimasu. Nếu là thì tôi cũng sẽ hiểu được cái cảm xúc là mọi người đều muốn sử dụng. Rồi chúng ta sẽ thấy aru densha, soko no densha, koyu densha, dochira ka no densha. Cái tàu điện nào đó thường là thông thường sẽ xuất hiện lần đầu, không phải. Ở đây người ta đã nhắc đến rồi. Đúng không? Nhắc đến từ cái đằng trước. Đấy, thì đằng sau mình sẽ dùng là so hoặc là ko cũng được. Soko là tàu điện ở đó, không phải tàu điện ở đó. Ở đằng trước có cái tính chất rồi. Đúng ở đây sẽ phải là số 3, Koyu Densha. Nếu là cái tàu điện như thế này, đúng nhỉ? Không phải là Dochira ka no Densha, cái tàu điện từ cái nơi nào đó, không phải. Koyu Densha. Ở đây đằng trước người ta còn nói là cái chuyến tàu mà cứ 3 phút là có một chuyến ấy. Đấy, vậy thì nếu là cái chuyến tàu như thế thì ai cũng muốn sử dụng bởi vì là nó không có phải đợi lâu. Shikashi ima demo wakaranai koto ga hitotsu arimasu. Thế nhưng ấy, có một điều mà đến giờ tôi vẫn vẫn không hiểu, chưa hiểu. Tokyo dewa densha ga tsugi tsugi kuru kara densha no jikan o kini shite isogu hitsuyo wa nai hazu desu. Bởi vì ở Tokyo tàu điện cứ đến liên tục, vì vậy chắc chắn là không cần phải vội vàng, không cần phải để ý thời gian của chuyến tàu. Tokoro ga Eki no naka ya kaidan, homu o totemo isoide aruiteiru hito ga oi desu. Thế nhưng mà ấy, rất là nhiều người đúng không? Rất là nhiều người họ đang đi một cách rất là vội vã ở trên gì nhỉ? Ở trong nhà ga này, ở trên các bậc cầu thang hay là ở trong 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 trong, trong khuôn viên ga. Watashi wa kore ga wakarimasen. Tôi không hiểu. Kotae nano ka, naze nano ka, ryu nano ka và dare nano ka. Ai, tại sao, đáp án và lý do. Đúng nhỉ? Kore ga naze nano ka, đúng không? Đúng phải là hai. Tôi không hiểu là điều này là tại sao, điều đó là tại sao. Nếu như lý do ấy thì phải là bỏ cái kore ga đi, nhưng mà kore ga thì không thể kore ga ryu được. Kore ga naze ka. Đấy. Bởi vì nhá, các bạn thấy đây. Đây là chèn câu nghi vấn đúng không? Ở đây là dùng ka đúng nhỉ? Thì đằng trước phải là một nghi vấn từ chứ không thể là một danh từ cụ thể. Kotae hay là ryu đều là một danh từ cụ thể. Đấy. Nó phải là một nghi vấn từ là naze hoặc dare. Nhưng mà đây là dare nano ka, không phải là người mà là cái lý do tại sao. Tôi thì không hiểu cái điều này là tại sao lại như thế. Nihon ni nagaku sunde itara watashi mo onaji yo ni. Nếu mà sống ở Nhật lâu
thì tôi có lẽ là cũng gì đó giống như thế. Ryugaku sekatsu ga owaru koro ni wa kotae ga wakaru no kamoshiremasen. Có lẽ là tôi sẽ hiểu ra câu trả lời cái lúc mà cái cuộc sống du học của tôi nó kết thúc. Nào câu 23 này. Naru no desho ka, natta desho, natte shimau no desu, natte shimaimashita. Chúng ta sẽ loại được 2 và 4 bởi vì đây là một câu diễn tả gì nhỉ? Diễn tả cái giả định chưa có xảy ra, do vậy dùng thể tà là sai. Vậy còn 1 và 3 thì đằng trước người ta bảo là nếu như, thì đằng sau biểu hiện hợp lý nhất sẽ là biểu hiện handan, phán đoán đúng không? Sẽ là naru no desho ka, đúng nhỉ? Có lẽ là tôi sẽ trở nên như vậy. Đấy, liệu rằng tôi có trở nên như vậy hay không? Còn Nateshima, Teshima nó thường nó mang tính chất tiêu cực xấu này. Ở đây người ta không thể hiện cái sự xấu đấy. Do vậy chúng ta sẽ không chọn cái này. Như vậy đúng ở đây sẽ là phải là một nhá. Đó là cái nội dung chữa bài thi của chúng ta. Các bạn hãy xem thật kỹ để rút ra những cái kinh nghiệm cho bản thân nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sắp tới, bài chữa sắp tới.